Chương trình tin tức thời sự bình luận với luật sư Trọng Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay có một tin vui cho người gốc Việt bang Nga ở tiểu bang Virginia và vùng phụ cận, thưa quý vị. Thì đó là tin tức là đã mời được cựu tổng thống Donald Trump làm Trump Rally ở Fairfax, Virginia trong thời gian tới đây, thưa quý vị. Thì tin tức cho biết rằng là trước cái sự mà thắng vẻ vang của ông ứng cử viên hùng cao gốc Việt với tỷ lệ trên 60% lá phiếu trong cái kỳ sơ bộ vừa qua ngày 18 tháng 6, khiến cho tiểu bang Virginia trở thành một tiểu bang chiến địa cần phải giành giật bởi đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, thưa quý vị. Gần 20 năm qua thì đảng Dân chủ độc chiếm đảng, coi như đảng cử ở tại vùng tiểu bang Virginia, gần như là như thế, nắm đủ thứ chức vụ và các ghế dân cử, dân biểu, kể cả thượng nghị sĩ, vân vân. Nhưng bây giờ thì tình hình có lẽ bắt đầu đổi sang màu đỏ. Đảng Cộng hòa đã bất ngờ tái chiếm lại được chiếc ghế thống đốc vào năm 2021, thưa quý vị. Và chúng tôi cũng đã đưa tin và cũng đã gặp mặt buổi ra mắt của ứng cử viên Glenn Youngkin lúc đó ở tại khu Eden Center, thưa quý vị. Và bây giờ thì ngày 13 tháng 7 tới đây, Việt MAGA Rally sẽ tổ chức một cái cuộc rally vào lúc 11 giờ sáng, bắt đầu với motorcycle, với xe, với đoàn người ở tại số địa chỉ là 8001 đường Braddock và ở thành phố Springfield, Virginia 22151, thưa quý vị. Địa chỉ xin nhắc lại là 8001 Braddock Road, thành phố Springfield, Virginia 22151. Thì đó là rally motorcycle vào lúc 11 giờ sáng, và đoàn motorcycle này sẽ đi lòng vòng thành phố Fairfax, vùng Northern Virginia, và đến 1 giờ trưa thì sẽ có một cuộc matching rally ở ngay tại Eden Center, thưa quý vị. Ở ngay tại Eden Center thì sẽ có một cuộc tuần hành những người Việt MAGA ở đó. Có thể nói rằng đó là những cuộc rally trong ngày 13 tháng 7 tới đây. Và nếu mà ngày 11 tháng 7 tòa án ở New York mà không kết án tù ông cựu tổng thống Donald Trump, tức là không bắt nhốt tù, thì bên phía đại diện cho ông Trump cũng đã thông báo và chấp nhận lời mời sẽ tổ chức rally ở ngay tại Fairfax, Virginia này, thưa quý vị. Thì bên phía ông Trump họp báo và cho biết rằng sẽ nhân cái việc mà anh hùng cao thắng lớn tổ chức ba cuộc rally gọi là Trump Rally, phối hợp với Việt MAGA Rally cùng với các nhóm tổ chức khác nhau, những người trong ban tổ chức khác nhau để làm Trump Rally, thưa quý vị. Và có ba cuộc Trump Rally từ đây cho tới ngày 5 tây tháng 11 nếu như ông Trump không bị kết án, ở đây là án tù, nhốt tù, vân vân. Thì rally thứ nhất là thứ sáu tuần sau ở Chesapeake, gần Virginia Beach, sẽ có một cuộc rally đầu tiên Trump Rally ở tiểu bang Virginia. Rồi sau đó sẽ có hai cuộc rally, thì trong đó có một cuộc rally sẽ tổ chức ở Fairfax, Virginia, thưa quý vị. Nói chung là
Đây là một tin rất vui, có thể nói rằng với cái nỗ lực vận động cho anh Hùng Cao đã chứng tỏ được là người dân vẫn ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa, vẫn ủng hộ cho những ứng cử viên Đảng Cộng Hòa như anh Hùng Cao, như ông Glenn Youngkin chẳng hạn như vậy. Cho nên phía bên ban vận động của ông Trump thấy cái cơ hội, cái tiềm năng là lấy được số phiếu của tiểu bang Virginia. Nếu thắng ở đây mà muốn thắng ở tiểu bang Virginia thì bắt buộc phải vận động ở tiểu bang Virginia, và vận động là phải trực tiếp gặp cử tri, thưa quý vị. Đó là lý do mà bên phía ban vận động của ông Trump thấy được thành quả của anh Hùng Cao, cho nên quyết định là sẽ tổ chức hoặc là đồng tổ chức với các nhóm rally ở tại phe Pháp, là một cuộc Trump rally ở tại phe Pháp cùng với Việt MAGA rally cùng với các nhóm rally khác, thưa quý vị. Nhưng mà thời gian, địa điểm thì các bên còn đang bàn bạc, hội họp với nhau, chưa đi đến thống nhất và quyết định địa điểm và thời gian. Nếu chúng tôi có thời gian và địa điểm thì chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị khán thính giả khắp nơi, đặc biệt là khán thính giả ở địa phương. Đây là tin tức địa phương, thưa quý vị. Thì xin nhắc lại là muốn mà tham gia các cuộc rally thì hãy tham gia vào ngày 13 tháng 7. Địa điểm tập trung là 8001 đường Braddock Road, thành phố Springfield, tiểu bang Virginia 22151. Vào lúc 11 giờ sáng thì ban tổ chức sẽ có khi về đến Center vào lúc 1 giờ trưa thì sẽ có một tuần hành và đó là những cái rally cho vùng miền Đông Hoa Kỳ. Tiếp theo thì vào lúc 7 giờ tối sẽ có một cái dinner party ở nhà hàng Lido Sài Gòn và giá vé thường $50, giá vé VIP là $75, và bắt đầu vào lúc 7 giờ tối cho tới khuya, thưa quý vị. Thì trong đó có chương trình văn nghệ, karaoke, vân vân. Thì vé bán ở ngay tại nhà hàng Little Sài Gòn Restaurant ở trên đường Wilson Boulevard, gần với trung tâm Eden Center. Còn ngay trong trung tâm Eden Center thì có Hoàng Thơ, tiệm barber Hoàng Thơ ngay tại khu Đồng Hồ Eden sẽ bán vé trực tiếp cho quý vị nào muốn tham gia vào cái buổi gọi là dinner party, tiệc chung vui. Nhắc lại là cùng ngày 13 tháng 7 vào lúc 7 giờ tối, thưa quý vị. Xin nhắc là vé không có bán tại cửa, cho nên quý vị nào muốn mua tại cửa thì không có bán, mà vé được kết thúc vào 5 ngày trước ngày 13 tháng 7, tức là đã khóa sổ vào ngày 7 tây tháng 7 2024, thưa quý vị. Xin nhắc lại là vé thường $50. Nước ngọt, bia, rượu, coi như phải mua tự túc. Ban tổ chức không tính chi phí, thưa quý vị, chỉ tính chi phí phần vé ẩm thực là $50, cho vé thương và vé VIP là $75. Chi tiết thì quý vị có thể liên lạc với anh Huỳnh Nhẫn để mà biết thêm chi tiết, hoặc là vào trang nhà của Việt MAGA Rally for 2024 election.blogspot.com để biết thêm chi tiết. Và xin nhắc lại là đây là một cuộc rally đồng tổ chức bởi Đảng Cộng Hòa và các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa cùng với Việt MAGA Rally năm nay, thưa quý vị. Đây là một cuộc rally chính thức official được tổ chức ở ngay tại tiểu bang Virginia.
bởi một số người gốc Việt và đảng địa phương Cộng hòa, thưa quý vị, local GOP. Thì chương trình xin loan tin và xin tạm kết thúc nơi đây. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.